Chào tất cả các bạn học sinh yêu quý của Thầy Nhật. Thầy Nhật dạy văn hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn đó là cách để chúng ta viết được một bờ bài ưng ý, độc đáo, sáng tạo và chiếm trọn trái tim của người chấm. Công thức của chúng ta như sau. Thứ nhất, các em tìm cho thầy đó là một câu danh ngôn, một câu nhận định của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, hoặc có thể là ca dao, có thể là những ca khúc với những câu thật đắt, thật ưng ý. Sau đó, kết hợp với những kiến thức ở trên lớp các em đã được học, đó là tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, phong cách nghệ thuật. Từ đó kết hợp lại để viết được thành một mở bài hay, đặc sắc, chiếm trọn trái tim của người chấm. Thầy ví dụ với các bạn đó là về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân trong chương trình ngữ văn lớp 12. Các em có thể mở bài như sau. Nói như nhà văn người Pháp Bersot đã từng khẳng định rằng: trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim của người mẹ. Hoặc em có thể đến với câu của Proverbe Idis đã từng khẳng định như thế này: Chúa không thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, bởi vậy mà Ngài tạo ra những bà mẹ. Từ đó ta thấy được rằng tình mẫu tử là một tình cảm vô cùng thiêng liêng và bước vào trong văn chương như một quy luật tất yếu. Mỗi khi nói đến tình mẫu tử trong những tác phẩm văn học thì không khỏi đem đến cho chúng ta những cảm xúc nghẹn ngào. Một trong số đó phải kể đến đó là bà cụ Tứ, mẹ của anh chàng trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Đó thực sự là những điểm sáng trong tác phẩm Vợ Nhặt để thể hiện tinh thần nhân văn nhân đạo sâu sắc. Ban đầu tác phẩm này tiền thân là tập truyện Xóm Ngụ Cư được viết theo lối tiểu thuyết và được hoàn thành sau những năm 1954, được in trong tập Con Chó Xấu Xí và trở về với đúng sở trường của Kim Lân, đó là sở trường truyện ngắn. Có thể khẳng định rằng những trang văn viết về tâm lý tâm trạng của bà cụ Tứ là những trang văn hay nhất làm nên thành công cho tác phẩm Vợ Nhặt. Một tác phẩm viết về cái đói nhưng không đói, một tác phẩm viết về cái chết nhưng sự sống vẫn nổi loạn, vẫn thăng hoa. Một câu chuyện viết về tình người dìu dắt con người ta đi qua cái đói, đi qua bóng tối, hướng đến ánh sáng, hướng đến tương lai. Chúc các bạn thành công.